Chào quý vị, thì hôm nay em đang nâng cấp sub kép xịn cho phòng hát karaoke VIP ha. Thì phòng này lúc trước em lắp là hai đôi Classic Pro Bass 30 quý vị ha, hàng bãi xịn sò. Đây. Hai đôi Classic Pro Bass 30. Lúc trước thì lắp sub đơn quý vị. Thì sau này thì anh chủ có nhu cầu là lên sub kép Bass 50 và là hàng xịn nha. Sử dụng sub vỏ này thì vỏ súp dòng sau này dòng mới thôi quý vị, nhưng mà cũ bên trong là cũ Imanen Bass 50 ha, cũ Imanen Bass 50, súp kép Bass 50 nha quý vị, cũ Mỹ xịn, cũ Mỹ nội quý vị, sản xuất tại Mỹ luôn ha, mấy chuyện à đó. Nghe đánh cực kỳ, tiếng đánh rất là lực quý vị, đánh rất là chắc và nó có độ mềm, mà khi chúng ta hát nhạc nhẹ, nhạc bolero, nhạc trữ tình thì nó rất là nhẹ. Thì con đối với dòng súp của Imanen này thì nó sử dụng cho cái đôi súp Yamaha 218S, là cái đôi mà súp kép 2 bass 50, một chiếc nó khoảng 28-30 triệu quý vị. Thì đôi cũ này em mua bên nước ngoài về thì mình chỉ lấy cũ thôi, cho nên là giá nó sẽ mềm. Còn quý vị mà vận chuyển nguyên cái vỏ về luôn, cái vỏ nó bằng cái vỏ này gì nè, nhưng mà thật sự nó không đẹp hơn vỏ này đâu, nó bằng vỏ này gì nè quý vị, tội tiền chuyển không là cũng chết tiền chuyển đó. Vì để em cho quý vị xem phòng máy bên trong ha, có khách đang hát mấy phòng kia. Thì súp thì em chỉ sử dụng con AD2.8 nha quý vị, công suất nếu mà 8 ohm là 800W và 4 ohm là 1200 thôi ha, là đánh căng đét tôi súp về chắc chắc. Vang số thì em sử dụng là CAF ha, A6 quý vị, và phía dưới là một con 4 kênh AD4.8. dòng này tiếng nó sáng lắm quý vị nha, cả ba phòng cấu hình như nhau hết nha quý vị. Mid thì sử dụng là CAF Mi 9 nha quý vị, CAF Mi 9 đó, CAF Mi 9. Và còn đầu karaoke thì sử dụng đầu Hanet ha, Hanet quản lý nguồn ra đây ha. Rồi thì đây em quay cho ngoài, nếu mà cả bộ này thì quý vị lắp tầm hơn trăm nha, vì chưa có màn hình ha, hơn 100 triệu, chưa có màn hình, chưa có cái đầu màn này. Đầu màn này thì anh chủ tự trang bị ha, nó gồm hai đôi loa bãi Classic Pro Bass 30 nha, một con súp kép Bass 50 cũ súp Imanen Made in USA của Mỹ nha quý vị, rất xịn sò, đánh nghe nó không bị mệt. Quý vị nghe vào vòng này, quý vị nghe nó thoải mái lắm, không có mệt. Cái tiếng ồn nó, cái độ ồn nó không có quý vị, vì cái lo bãi, cái chất tiếng của nó rất tuyệt vời nha. 1 2 3 4 5 6 7. Alo. 1 2 3 6 9 1 2. Alo. 1 2. CF Mi 9 quý vị, tai mic rất đẹp ha. Con này thì da tóc tự ngắt có đầy đủ hết, dòng này là tiếng nó rất là hay ha. Nếu mà quý vị sử dụng phòng hay là gì, quý vị sử dụng dòng này tiếng nó hay, vừa bền đẹp hay nha. Đó, nói chung mấy dòng này thì lúc nào cũng có sẵn. Đó, em lắp súp vào đang cân lại cái đỉnh súp quý vị. Rồi thì em sẽ test một đoạn nhạc để quý vị và các bạn thưởng thức như là đầu video clip nha. Rồi mọi nhu cầu tư vấn lắp đặt thì quý vị cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0916517912. Thì bên em lắp phòng hát karaoke chuyên nghiệp, phòng karaoke gia đình đó, hay là dạng karaoke sự kiện đó, tất cả đều có hết nha. Vậy tất cả các thiết bị từ hàng bãi như dòng loa Lasitro, JBL, hàng bãi Mỹ cho đến hàng mới chính hãng, và bên em chỉ làm hàng xịn chính hãng nhập khẩu thôi nha quý vị. Có nghĩa là những dòng CAF của Ý hay những dòng Wackfedan của Anh đó, bên em sẽ làm những dòng hàng xịn chính hãng thôi ha đó, chứ không có làm những cái bãi của China kia đó. Tại vì thì quý vị hiểu rồi, em cũng không có nói về cái độ chất của những cái mặt hàng ở đây. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Em xin cảm ơn.